nàng mẹ tính tình sắc sảo, việc xong rồi bách nghi bảo ngò trần con chỉ rằng là gái đừng nghĩ thấy cô dễ dàng. Bác gì họ vang
đàn sao ta. Vòng bạch ngọc tay ta uốn khúc mà quạt thành vòng áo lục diêm lê.
họ Trần còn đang